Mới đây, một màn trao quà cưới không nhượng bộ đã diễn ra tại Bình Dương, khiến người ta phải suýt xoa là độc lạ, bởi hai bên gia đình nhà trai nhà gái chẳng ai kém ai. Cụ thể khi mẹ chú rể trao 200 cây vàng, thì bố cô dâu lập tức đáp lễ bằng 30 cuốn sổ đỏ, 30 cây vàng, một chiếc xe hiệu BMW, 50% cổ phần tại công ty cùng nhiều hột xoan và những đồ dùng có giá trị khác, khiến cộng đồng mạng không khỏi ghen tị với cặp đôi may mắn này. Vì vừa mới lập gia đình nhưng họ đã có số tài sản khủng mà nhiều người làm cả đời cũng không bao giờ dám mơ tới. Thế nhưng thực tế, đối với những gia đình giàu có, trầm anh thế phiệt, chuyện trao cho con cái những món quà cực khủng vào ngày kết hôn là một điều thực sự rất bình thường. Và không chỉ có gia đình ở Bình Dương nọ mà những đám cưới sau đây, cô dâu chú rể cũng nhận được các món quà cưới siêu khủng khiến mọi người phải choáng váng. Bởi nếu quy đổi ra tiền mặt thì số tiền đó có thể giúp bất kỳ ai cũng có thể đổi đời. Nào, anh em hãy cùng Radio Siêu Giàu đi tìm hiểu ngay nhé. Những đám cưới có quà cưới xa xỉ nhất Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến đám cưới 300 cây vàng ở Cần Thơ. Trao quà tặng của hồi môn vốn là một truyền thống lâu đời trong đám cưới tại Việt Nam. Nhưng hiện nay cũng là tặng quà hồi môn, nhưng nó lại theo kiểu độc lạ Bình Dương cơ, anh em ạ. Vâng, và mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đám cưới phủ vàng của cô dâu chú rể đến từ Cần Thơ. Theo đó, hình ảnh được nhiều người truyền tay nhau khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ vì số của hồi môn chất thành núi của cặp vợ chồng trẻ. Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện này chính là cô dâu Hà Ngọc Trân, 24 tuổi, và chú rể Trần Văn Nhân, 24 tuổi, với đám cưới xa hoa diễn ra tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Tại đám cưới, phía nhà gái đã tặng cho ái nữ số tiền mặt 300 triệu đồng và 20 cây vàng. Trong khi đó, nhà trai cực sộp khi trao 3 tỷ đồng tiền mặt, 250 cây vàng và một đồng hồ hiệu đắt tiền cho các con lấy vốn làm ăn. Ngoài ra, em chồng còn tặng thêm cho cặp đôi 20 cây vàng. Bên cạnh đó, đôi vợ chồng trẻ còn nhận thêm quà cưới của họ hàng hai bên, tổng cộng ẵm về 320 cây vàng trong ngày cưới. Nhận về số hồi môn cực khủng lại tổ chức ở hai căn biệt thự xa hoa, gia thế của cặp đôi cũng gây chú ý. Theo đó, gia đình hai bên đều môn đăng hộ đối, nổi tiếng trong giới kinh doanh. Cũng chính bởi vậy, tiệc cưới xuất hiện nhiều khách mời là các doanh nhân, đại gia có tiếng. Liên hệ với cô dâu Hà Ngọc Trân, cô gái xác nhận đúng là hôn lễ của mình đã nhận được số lượng của hồi môn, quà tặng lớn như vậy từ họ hàng. Ngọc Hân chia sẻ cô và ông xã hạnh phúc và biết ơn khi được bố mẹ, ông bà và gia đình hai bên quan tâm, yêu thương. Vì hai bên gia đình đều làm kinh doanh nên việc cho tiền vàng cũng để giúp hai đứa có thêm vốn làm ăn sau khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Hà Ngọc Trân chia sẻ. Sau khi những hình ảnh về đám cưới hot nhất Cần Thơ được chia sẻ, không biết người hài hước đòi xin vía khi mà chứng kiến cô dâu chú rể được gia đình tặng quà siêu khủng. Lấy chồng đúng là gánh nặng thật, nhưng nặng thế này thì mình cũng muốn. Quả thực là nhà chú rể không hiểu là còn em gái hay là chị gái không nhỉ? Một đám cưới thật đơn sơ và mộc mạc, thiếu mỗi hai trái kim cương nữa là trọn vẹn rồi. Sinh ra ở vạch đích thật là vui biết bao. Không phải suy nghĩ nhiều, hai vợ chồng có bước khởi nghiệp đầu tiên thành công rồi đấy. Nhiều người xin vía để đám cưới sau này của mình được gánh nặng như vậy. Số khác còn đùa vui, nếu hai nhân vật chính cảm thấy quá nặng, có thể thuê họ đeo giúp. Thế nhưng đây không phải là hôn lễ duy nhất gây sốt mạng xã hội vì giá trị quà tặng cho hai nhân vật chính. Có không ít đám cưới sau đây còn khiến dân tình phải trầm trồ vì số lượng quà lên đến vài chục, thậm chí là vài trăm cây vàng hay là mấy chục tỷ tiền mặt. Thứ hai, đám cưới khủng nhất miền Tây. Nhà gái tặng xương xương 25 lượng vàng, nhà 18 tỷ cùng nhiều quà giá trị khiến chú rể áp lực toát mồ hôi. Nếu như nhiều cô gái công khai cho rằng tiêu chuẩn đàn ông của họ trước tiên là phải giàu có, thì đối với cánh đàn ông, lấy vợ giàu cũng là một cách để khởi nghiệp đầy chắc chắn và đảm bảo sự thành công cao. Bởi vậy mới có câu nói, sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ, anh em ạ. Cụ thể vừa qua, mạng xã hội đã không ngừng truyền tay nhau hình ảnh về một đám cưới đặc biệt tại miền Tây. Trong đó, cô dâu chú rể đang tươi cười, hạnh phúc bên số quà cưới có giá trị sương sương lên đến hàng chục tỷ đồng. Chỉ nhìn qua ảnh thôi, nhiều người cũng không khỏi ngưỡng mộ. Đám cưới ngập mùi tiền này diễn ra tại miền Tây. Cô dâu là Trần Thảo Vi, 25 tuổi, quê Sóc Trăng, còn chú rể là Trần Đăng Khoa, cùng tuổi và quê Kiên Giang. Trong ngày trọng đại của mình, đôi bạn trẻ đã được bố mẹ vợ tặng đến 25 lượng vàng, căn nhà 18 tỷ đồng, một mảnh đất, 1 tỷ đồng tiền mặt và một chiếc xe Camry.
Qua đoạn clip cũng có thể thấy gia cảnh cô dâu không hề tầm thường. Ngay cả rạp cưới cũng được trang trí rất cầu kỳ. Trên bàn đặt nhiều sấp tiền, hàng loạt món đồ trang sức bằng vàng và hai chiếc sổ hồng. Mẹ cô dâu đứng trước mặt quan khách, dõng dạc chia sẻ: "Tặng cho cô dâu Thảo Vy gồm có 1 tỷ tiền mặt. Mẹ cô dâu sẽ tặng cho chú rể một cặp lắc 10 cây và một sợi dây chuyền 1 lượng. Về phía cô dâu là một cặp lắc 7 cây và một chiếc xe Camry. Số lượng vàng của ngày hôm nay là 25 lượng." Có thể thấy bố mẹ vợ cực kỳ tâm lý. Cô dâu chú rể được tặng quà riêng và chúng đều có giá trị rất khủng. Chỉ có nghe thôi, nhiều người cũng ao ước có được. Nhưng chú rể lại mang một tâm trạng rất khác. Khi thức dậy sau đêm đãi tiệc ở nhà trai, chú rể đăng khoa bất ngờ khi thông tin về đám cưới của mình ngập tràn trên mạng xã hội, được quá nhiều người kết bạn, anh cảm thấy ngại ngùng. Chú rể tâm sự: "Tôi không biết trước số quà cưới nhà gái chuẩn bị tặng cho hai vợ chồng, bởi vậy tôi rất bất ngờ và cảm thấy áp lực." Còn về phía cô dâu Thảo Vy, đến nay cô nàng vẫn còn cảm thấy rất vui vì món quà tặng đặc biệt từ bố mẹ. Cô nàng cũng tâm sự thêm, từ vài năm trước mẹ đã chuẩn bị cho cô một tiệm spa tại thành phố Sóc Trăng. Phải đến sát ngày cưới, cô mới biết đến sự tồn tại của số quà cưới cực khủng kia. Chị Nick nói: "Tôi may mắn khi mẹ cho tôi tất cả hành trang, mẹ đã cho tôi công việc, cơ sở kinh doanh trước khi lấy chồng rồi, nên những gì được mẹ cho thêm trong đám cưới, chúng tôi sẽ cất như một khoản để dành, làm vốn kinh doanh khi cần." Và thứ ba, đám cưới Ninh Thuận, cô dâu nhận được 14 cây vàng, 2 sổ đỏ và ô tô xịn. Hóa ra lấy chồng là gánh nặng thật sự đấy mấy chị ơi. Em đã trải nghiệm, khuyên là mấy chị nên suy nghĩ kỹ trước khi lấy chồng nhé. Cô dâu Huỳnh Như sinh năm 99, trong đám cưới siêu to khổng lồ tại Ninh Thuận, đã phải thốt lên như vậy khi nhận được quá nhiều quà cưới giá trị. Và đúng như những gì cô dâu Ninh Thuận chia sẻ, lấy chồng với cô quả là gánh nặng. Khi cô phải đeo gần 15 chiếc kiềng vàng, dây chuyền vàng trên cổ, hàng chục chiếc lắc vàng bản to trên tay và rất nhiều nhẫn nhỏ ở ngón tay. Thậm chí vì quá nhiều vàng mà phần trao quà phải đến 40 phút mới xong. Được biết tổng số vàng vợ chồng Hoài Như nhận được từ bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng và họ hàng hai bên là 14 cây. Trong đó của hồi môn của cô dâu là 10 cây vàng. Chưa kể bố mẹ Hoài Như còn tặng con gái thêm nhiều món quà giá trị khác như là 2 sổ đỏ đất đai trị giá 4 tỷ đồng, 1 ô tô trị giá 1,3 tỷ đồng. Cô dâu Ninh Thuận nhận được 100 triệu tiền mặt mừng cưới của họ hàng. Tổng số tiền vợ chồng Hoài Như nhận được trong lễ thành hôn của mình lên đến gần 7 tỷ đồng. Anh em nghe xong có muốn thành tâm xin vía để mà được tăng gánh nặng như vậy hay không? Nhưng mà anh em cứ bình tĩnh nhé, vì đám cưới tiếp theo sau đây, số tiền quà cưới còn gấp nhiều lần hơn nữa cơ. Vâng, thứ tư, đám cưới vạn người mơ ở Bình Thuận. Cô dâu được bố mẹ tặng của hồi môn 30 tỷ. Cũng là trao quà cưới thôi, nhưng mà nó lạ lắm anh em ạ. Cụ thể trong ngày trọng đại của cặp đôi, bố mẹ cô dâu đã mạnh tay trao cho con gái cùng chồng của hồi môn được định giá là hơn 30 tỷ đồng, gồm vàng, lô đất, tiền mặt, vân vân. Đây thực sự đúng là quà hồi môn mà vạn người mơ ước. Được biết đây là hôn lễ của cô dâu Mai Kiều và chú rể Công Sĩ diễn ra ở Bình Thuận. Nội dung video kèm bài viết được đăng tải trên một fanpage cho biết bố của cô dâu xách vali tiền lên sân khấu và chia thành từng sấp để mà trao tặng cho con gái. Kèm theo đó là nhiều giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà đất. Trong khi đó thì mẹ của cô dâu cũng lần lượt trao nhiều trang sức cho cô dâu với tổng số là hơn 10 cây vàng. Tính nhanh là tầm 30 tỷ đồng. Giây phút này chắc chắn cô con gái không thể nào quên nổi và đã khóc òa lên trên sân khấu trước quan viên hai họ. Còn chú rể thì bịn dịn, bẽn lẽn, không nói nên lời vì đang phải ôm mấy chục tỷ đồng trên tay. Đồng thời cả quan viên hai họ cùng các vị khách cũng không khỏi bất ngờ, ngạc nhiên trước giá thế khủng và độ chịu chơi của bố mẹ cô dâu. Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt và xuất hiện trên các fanpage lớn. Nhiều cộng đồng mạng vô cùng ngạc nhiên, ai nấy đều cảm thấy choáng ngợp trước số hồi môn khủng mà cô dâu nhận được từ bố mẹ của mình. Không những thế, có nhiều tài khoản còn hài hước bình luận: "Mặt hàng này còn không, chú rể lập nghiệp thành công, chúng độc đắc rồi." Bên cạnh đó, nhiều tài khoản cũng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi và chúc họ sẽ có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Vâng, và trên đây là những đám cưới nổ đình nổ đám trên mạng xã hội với quà cưới hàng trăm tỷ và hàng trăm cây vàng khiến nhiều người châm trồ. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi mà hai gia đình môn đăng hộ đối kết tình thân. Nhiều bạn trẻ nhanh chóng vào bình luận xin vía.
mong sau này có một cuộc hôn nhân và quà sung túc như là cô dâu và chú rể trong đám cưới khủng kể trên. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng không nên tự đặt áp lực lên mình khi nhìn vào những đám cưới siêu khủng ngập quà hồi môn. Quan trọng nhất là cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc và có cuộc sống viên mãn là đủ. Còn anh em nghĩ sao về vấn đề này? Hãy comment xuống dưới cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn anh em đã ở lại quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.